là các bác nhìn cái biển âm thanh A Luân nó rung lên mà chữ còn không nhìn thấy. Thưa toàn thể các bác thân mến, em đang test để cho toàn thể các bác cùng anh em trải nghiệm tham khảo độ dũng mãnh uy lực của những chiếc súp hơi hàng bãi xịn do công ty CAF sản xuất. Những quả súp hơi sử dụng bát 40 từ 220 con 100 thùng gỗ sơn sần bóng màu đen. Và hiện tại em đang chào bán những quả súp này với giá 4.500.000 đồng trên một chiếc. Giá trên em chào bán tại cửa hàng, cam kết hàng bãi xịn nguyên zin các bác nhé. Chưa sửa chữa, bát từ 220 coi 100, gân vải tẩm dầu lụa, màng sơn sần bóng chống lớp, đó là chất của những quả súp này. Các bác thân mến, với giá 4.500.000 thì nó rất hợp lý trong thời điểm hiện nay. Những quả súp thích hợp cho các bác cùng anh em chơi sự kiện, cho những chuỗi KTV, những phòng karaoke kinh doanh, đặc biệt những bộ sản phẩm karaoke cộng nghe nhạc ở gia đình. Các bác thân mến, dòng sản phẩm súp hơi, súp mặt, thùng gỗ các bác nhé, bát 40 nó mới chất, còn bát 50 thì nó lại là bình thường. Bát 50 thì nó lại hơi to so với gia đình các bác nhé. Bát 40 thì là nó vừa và giá thành nó hợp lý. Các bác có thể trải nghiệm thêm một chút nữa nhé. Các bác nhìn màn hình điện thoại cộng với cái biển nó rung lên, và những thiết bị ở bên cạnh nhà em nó phát ra tiếng kêu. Độ gầm gừ của chiếc súp này nó là rất là lớn và uy lực các bác ạ. Nhưng mà nó khủng thật các bạn. Bát đánh chắc, sâu, ấm tiếng. Và những quả bãi xịn mà lại hàng thương hiệu như thế này thì nó rất là ít, chứ không phải lúc nào nó cũng có các bác nhé. Đây là dòng súp thương hiệu hàng công ty CAF, chứ không phải là những sản phẩm hàng tên tuổi không có, và là hàng đặt tên dán tem các bác nhé. Hàng xịn của công ty CAF luôn, phải thùng gỗ nó mới chất các bạn. Thì bây giờ em mời toàn thể các bác cùng anh em sẽ cùng xem về nội thất. Các bác lưu ý nhé, giá 4.500.000 một quả là em bao tình trạng zin nguyên bản cho toàn thể các bác cùng anh em. Mở lên nhà rung lên các bạn, rung hết nhà. Các bác thân mến nhé, từ 220 coi 100 hàng bãi xịn. Các bác nhìn độ chất. Đấy các bác ngắm nhìn. Lâm châm này các bạn này, hàng bãi nhiều năm rồi nhưng mà lâm châm của nó vẫn rất là đẹp, không bị han. Hàng xịn công ty CAF, hàng zin nguyên bản từ 220. Hàng chất, các bạn nhìn cái màng này, màng loa này. Đấy, màng sơn sần bóng chống nước, gân vải tẩm dầu lụa các bạn nhé. Gân vải tẩm dầu lụa. Số lượng không có nhiều thì rất là mong được chào bán cho toàn thể các bác anh em dưới giá tốt nhất. Và các bác sẽ gọi điện sớm ạ. Các số máy để các bác gọi điện đặt hàng, gọi cho Alan qua số máy 0365888988, 0368891555, và cửa hàng âm thanh Alan nhận được giao hàng trên toàn quốc ạ. Và em xin phép gửi lời chào toàn thể các bác nhé. Các bác nhìn độ chất, những chiếc loa hàng chất lượng, hàng rất là ok luôn các bác nhé. Hàng đúng chất bãi, bao zin nguyên bản tuyệt đối. Thùng gỗ chắc lịch luôn, thiết kế nhỏ gọn, các bác kê ở phòng khách của gia đình thì nó rất là hợp luôn. Và em xin phép gửi lời chào để hẹn gặp lại các bác ở một video tiếp theo. Em sẽ liên tục test những quả súp lên đường cho toàn thể các bác kiểm chứng ạ.